Em xin Đức Việt chào tất cả các anh em. Nay là vào buổi sáng sớm 6:30 17 tháng 4, mình đang tiếp tục các cái đơn cám để gửi tới cho anh em. Vì ngày hôm qua là mình đi thi họa mi suốt cả ngày, nên hôm nay thì mới phải đóng sớm để tiếp tục gửi cho anh em. Thì tiện đây thì cũng chia vui cùng với cả nhà trong cái giải mở rộng ngày hôm qua. Thì đây, mình mang về một giải nhất là xe quay đây các bạn này. Đó, xe vui của giải mở rộng họa mi thì cũng chia vui cùng nhà, và rất cảm ơn là tất cả các anh em đã luôn luôn ủng hộ tin dùng cám chim đất Việt trong suốt những năm qua. Cám nhà mình thì chuyên sản phẩm cám họa mi, chích chòe và chào màu, miễn phí ship trên toàn quốc 200.000 kg. Mình đang cầm ở đây là sản phẩm dành riêng cho chim họa mi này. Đấy. Với mỗi một loại chim thì nhà mình làm một loại ăn ổn định quanh năm luôn. Do vậy là anh em có thể lấy theo gói cũng được nhé. Ví dụ anh em nuôi mi, nuôi chòe, nuôi mào, lấy mỗi loại 1-2 gói. Đấy. Làm sao mà cứ được từ 1 kg trở lên, tức là 4 gói đấy là được miễn phí ship rồi. Đây đang đóng cho một số anh em đây của tận Cần Thơ này, vẫn miễn phí ship bình thường. Anh này lấy mấy ký mi màu luôn. Đấy anh em này, anh này nuôi nhiều thì là anh lấy nhiều thôi, chứ còn anh em nuôi bình thường lấy 1 ký 1 hết lại lấy tiếp. Đó. Đặc biệt thì nhà mình không có để qua bất cứ một khâu trung gian cửa hàng đại lý nào đâu. Anh em lấy thì cứ gọi trực tiếp cho cám chim đất Việt, nhà mình sẽ gửi tận nhà cho các bạn luôn nhé, theo một trong hai số ở đây: 0908070555 hoặc 0944114410. Dắt về hôm qua chưa? Chưa đóng biển. Cái khóa tự chưa. Hôm qua 16 tháng 4 rồi các bạn. Yo. Nghe hôm qua gọi điện thì cũng bận chim cò, nhiều khi cũng chưa nghe được. Đấy. Sau rồi. Gọi lại cho tất cả các anh em. Đang làm cái đơn nào đấy cho anh nào đấy? Anh em của Yên Bái lấy cám mi chòe. Đấy. Anh em thì phần lớn xem các cái sản phẩm của cám chim đất Việt trên website camchimdatviet.com. Anh em tin dùng cảm thấy hợp lý lại chia sẻ cho anh em cùng dùng là chính. Đấy, chứ nhà mình không có để qua bất cứ một khâu trung gian cửa hàng đại lý nào. Đấy, vừa chơi vừa chia sẻ lại cho anh em thôi. Chính đó. À, đến đâu là gửi cho anh em tới đó. Em yên tâm nhé. Ôi, một lần nữa thì cảm ơn cả nhà đã luôn luôn tin dùng, ủng hộ cám chim đất Việt. À, các bạn cứ liên hệ trực tiếp với cám đất Việt theo số điện thoại ở đây nhé. Đó, tất cả các anh em.